Đó đây có chiếc máy cài mắt lại nặng ha. Thôi rồi dữ vậy. Cái tướng nó rồi coi chú bác. Rồi rồi có một chiếc rồi qua giải cứu nữa nè. Một nồi luôn. Được tình chứ. Thôi rồi 185 khép qua giải cứu. Trên có cây bụi trà bá luôn. Nên cây để nhét vô á coi chú bác. Rồi nè cái tướng nó kìa. Rồi rồi. Rồi đúc đất. Để dỡ đất lên. Đó, bây giờ căng thẳng quá cô chú bác ơi, tình hình cứu loài ha, xứ Tây Ninh rồi má ơi, đẹp là tình chứ, rồi má ơi, đẹp là tình, giờ dậy cái cây ra nè cô chú bác, dậy cây ra, dậy cây ra, dậy cây ra. Cái trận này mình giữ thành thật chứ. Lên nè, lên 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 lên, mắt lại như thế nha, lên 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 luôn. Trời ơi đâu đi luôn, ngã rồi, ngã rồi. Giờ gậy để cho cái mọt này nó lật ngược lại ha. Trời ơi má ơi, cái gì mà ngã dữ vậy. Không có bạn. Rồi lấy dây xích cột vô để gậy ngược lại. Chắc cột ở trên cái đầu trên đó các bạn. Bạn thấy không, cũng cảnh máy cài Tây Ninh mùa nhổ mì ha, rất là vất vả luôn. MF185 nha, gậy xích. Lên nè, lên 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 lên. Hồi xưa lên đó các bạn, nó lên cỡ như vậy à, sình dính quá, nó sình nó dính sát quá các bạn. Rồi má ơi sao dữ quá, dữ quá cái trận này tơi. Mình còn mang tính cái thế nào nữa ha, thấy là hơi rối rối rồi đó. Cày cái tinh thần nữa các bạn, cho thầy lên xe ta. Khung cảnh máy cày Tây Ninh quạt góc nhiệt và nhận tính rồi con ha, nó sát luôn, dính sình hết trơn, không có thế để nó lên luôn các bạn. Cái này mà đã cứng thì nó mới nhổng lên ha. Cái đất sình vậy thì không biết sao đây. Đúng rồi, trận xử thì cũng nó đỡ con MF290 này nó tính thế để nó qua nó cứu các bạn. Mình giờ sợ dính quá. Các bạn thấy không, vất vả không? Hôm nay cày chỗ của mình là mưa ha. Tí mà xuống của mình nhiều rồi các bạn. Mà nó còn vậy nè. Đó, Mỹ Thành. MF290 lại cứu bạn. Khủng long ha. Đường này nó chạy đường này hồi hộp lắm các bạn ơi, nó chạy đi đường này á, tại vì nó bị lông á, giờ hồi hộp mấy cái đường này lắm. MF290 siêu phẩm ha, khung cảnh nó còn
về coi cho vui á. Tối tối nằm buồn buồn coi chơi. Quy nó che lại nè các bạn. Con này 240 triệu người mua ha. Nó nói nó chạy chắc cũng cỡ 3-4 vụ mới lấy là vốn. Không biết đúng không nữa. Đây nó nuôi mấy em nào nữa. Các bạn thấy không? Cảnh cảnh trên đình. Rồi kiếm thế để mà trị lên các bạn ơi. Đây trị lên ha. Rồi rồi má ơi, giờ luồn dây qua các bạn. Luồn dây qua cái mọt để kiếm thấy rị lên. Cái rị kiểu hồi nãy chưa im. Các bạn thấy không, cái nè. Rồi lúng lầy ghê thật chứ. Lúng lầy. Dạ con đã thấy cảnh này hả? Vô quá là xẻo con cây vô chửi đụ má. Thấy cảnh này là muốn gì cũng được á. Không? Rồi ảnh luồn qua nè. Qua giờ ảnh đi lên. Đi lên. Rồi đi lên. Đó. Ok. Ok. Đi lên luôn. Đi lên luôn các bạn ơi. Bây giờ không biết đi lên sao luôn nè. Còn dư chiếc 185 bên kia. Rồi tính thế tính đồ ha. Rồi tính thế tính đồ các bạn ơi. Cận này quá dữ. Quá dữ các bạn ơi. Úi dạ. Còn mấy anh em tính thế sao ha, mình thấy cũng quải rồi đó. Rồi, mất dây mất đòn vô chờ cái thế. Hai thằng vô lễ vụ. Lên giá à. Giờ anh 290 cũng phụ gửi các bạn ơi. Cũng phụ gửi ha. Lịch sử luôn. Cũng có lịch sử cái tận này. Anh em bên kia cũng chạy được cái thế gửi các bạn. Thành 185 á, giờ anh cứ đang kiếm thế ha. Rồi luôn, ồ ồ cái bánh kìa. Con này cũng khỏe thiệt chứ. Khỏe thiệt các bạn ơi. Dễ lợi, dễ lợi. Nó bắn rồi các bạn ơi, công nhận ha. Đó là cảnh này.